mấy chị là bị ung thư. Những người ung thư như thế có nhiều không? Ở trong đấy nhiều không? Khoảng bao nhiêu người? Nhiều lắm. Không đến hết đâu. Bốn thứ ở đây, tại vì trong cái khu em chị á toàn là bị ung thư mà. Cho nên bị đông lắm. 4-500 người. Dạ 4-500 người á, đông lắm. Thì con em định để phát tiền cho những người ung thư mà phát nhiều tiền đấy, mỗi nhưng người khoảng là người giàu á thì họ cứ về hết, họ không có ở lại đó nhiều. Vâng. Nghèo mới ở lại, không có điều kiện để về quê về nhà mình á. Nhưng mà nếu kiếm mấy người ung thư đấy thì làm nào? Dạ mình cứ vô ngay chỗ bên phòng quá chị, anh cứ xuống ngày này chắc ăn nhất nè, xuống phòng xạ trị. Vâng. Đó phòng xạ là chị. Ai cũng bị ung thư mới xuống đến xạ và mệt lên phòng quá trị ở lầu 9. Vâng. Dạ. Xạ trị hoặc quá trị dạ. Là đó là ai là cũng bị ung thư hết. Vâng. Dạ. Thôi ở cô E này là toàn bộ ung thư thật á. Vâng. E chị về cô D. Vâng. Đúng hai khu đó là E, ai? Khu D. E đó, khu E đó, ngay căn đó đó, ngay căn đó cổng xanh xanh đó. Vâng. Tại vì hai chỗ đó là cái trung tâm chị là ung thư. Vâng, vâng. Tôi ở đây á, như hoàn cảnh nghèo, không có tiền, người nằm ngủ ngay căn chỗ cô E đó. Vâng. Nằm ngủ 5 tháng rồi. Vâng. Ở đó không à, ở đó xạ trị quá trị tới có, ngày thì đi. À, có mạnh thường quân là tính là giúp những người ung thư đấy mà à. Chưa biết là bằng cách nào để tập hợp hết nhiều người đó là nhiều người lắm. Nhưng mà những người khổ thì họ mới ở đây, còn khổ thì ở đây, còn người giàu thì người ta về đúng không? Đúng rồi. Dạ, dạ, dạ. Khổ là ở đây không có tiền về. Vâng. Ở đây phải điều trị lâu dài. Dạ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video tiếp theo ngày 30 tháng 8 năm 2022 chia sẻ những hình ảnh về buổi phát cơm. Và thưa quý cô chú anh chị, ngay lúc này thì Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm của cô Tư. Bây giờ cũng chuẩn bị 10 giờ sáng. Ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ tiếp tục phát cơm để giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn. Qua khoảng hơn một tuần không phát cơm thì cái lượng người dồn về bếp cơm cũng giảm hơn.
Tuy nhiên thì đây là những cái người mà khó khăn thực sự thì sẽ tới để lãnh cơm. Ngày hôm nay thì Tuấn Dương xin chân thành cảm ơn các quý mạnh thường quân là ông bà Nguyễn Khánh Tùng ở Kitchener, Canada, ông bà Nguyễn Hữu Thành ở Kitchener, Canada, cô Lê Hải Trần ở Houston, Mỹ có gửi tổng cộng là 800 đô, trong đó là dùng để nấu cơm là 600 đô Canada, tặng các tình nguyện viên là 100 Canada và tặng Tuấn Dương là 100 Canada. Hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2022. Đây, hôm nay thì bếp cơm của cô Tư sẽ làm những các cái món ăn là thịt kho với đậu hũ. Thịt kho với đậu hũ này. Đây là phần cơm này. Hôm nay thì còn có phát là bánh mì, nước suối, chuối. Bên đây là canh và có thêm cả cái phần bánh tráng. Thì cũng có thêm một số những mạnh thường quân khác thì Tuấn Dương lát xíu sẽ hỏi tên. Đây là những cái phần bánh tráng này. Đó, bánh tráng bơ. Rồi, đây. Thì Tuấn Dương sẽ quay một lượt các hoàn cảnh khó khăn trước khi mà mình bắt đầu phát. Dạ, xin chào. Dạ. Mấy chị là bị ung thư à? Những người ung thư như thế có nhiều không? Ở trong đấy nhiều không? Khoảng bao nhiêu người? Nhiều lắm. Không đếm hết đâu. Ở đây 4-5 thứ. Ở đây tại vì trong cái khu em chị á toàn là bị ung thư mà. Cho nên bị đông lắm. 4-500 người. Dạ, 4-500 người á. Thì con em định để phát tiền cho những người ung thư mà phát nhiều tiền đấy, mỗi nhưng người khoảng là người giàu á thì họ cứ về hết, họ không có ở lại đó nhiều, vâng, nghèo mới ở lại, không có điều kiện để về quê về nhà mình á. Nhưng mà nếu kiếm mấy người ung thư đấy thì làm thế nào? Dạ mình cứ vô ngay chỗ bên phòng quá chị, anh kiếm xuống này là chắc ăn nhất nè, xuống phòng xạ chị, vâng, đó phòng xạ là chị. Ai cũng bị ung thư mới xuống đến xạ và một lên phòng quá chị ở lầu 9. Vâng. Dạ. Xạ chị hoặc quá chị dạ. Và đó là ai là cũng bị ung thư hết. Vâng. Cái khu ở khu E này là toàn bộ ung thư không á. Vâng. E chuyển về khu D. Vâng. Khu E, khu D. Dạ. E đó, khu E vâng. Đó, ngay trong đó đó, ngay trong đó cổng xanh xanh đó. Vâng. Tại vì hai chỗ đó là cái trung tâm chị là ung thư. Vâng, vâng. Tôi ở đây á, như hoàn cảnh nghèo, không có tiền, người nằm ngủ ngay trong chỗ cô E đó. Vâng. Nằm ngủ 5 tháng rồi. Vâng. Ở đó không à. Ở đó xạ chị quá chị tới có, ngày thì đi. À. Có mạnh thường quân là tính là giúp những người ung thư đấy mà à. Chưa biết là bằng cách nào để tập hợp hết nhiều người đó lại. Nhiều người lắm. Nhưng mà những người khổ thì họ mới đây còn khổ thì ở đây còn người giàu thì người ta về đúng không? Đúng rồi. Dạ, dạ, dạ. Khổ là ở đây không có tiền về. Vâng. Ở đây phải điều trị lâu dài. Dạ dạ. Dạ rồi, rồi con cảm ơn. Dạ, dạ. À, đây thì các cô bác ông bà mà đi lãnh cơm ấy là cũng chào anh, cảm ơn. Dạ, chào chú ạ, con chào chú. Vâng, xin chào, xin chào. Đấy. Đây thôi, các ông bà cô chú ra ngồi cũng bắt đầu đông đông rồi. Rồi bây giờ chắc mình sẽ phát thôi. Nay thì cũng mình ra sau thì phải ngồi đằng sau cùng, đừng có đứng vô đấy. Có ai cho thêm ấy đây? Có gia đình của anh chị Di Hà ở vâng. Quận 10 á con. Dạ. Ủng hộ 2 triệu. Vâng. Mới làm qua. Dạ dạ. Rồi. Thế có một người ủng hộ bánh tráng. Dạ rồi. Bây giờ phát đi cô. Phát luôn hả con? Dạ dạ, phát đi con. Bán ơi. Dạ dạ. Để kêu. Cô chuẩn bị. Chứng nhận không?
Ok, anh ngồi chú, đây. Khoan khoan, cô chờ. Chú Tư ơi, chú lấy chú có phiếu được không? Chú lấy 80 phiếu. Ngày mai có một cô là cô Trúc Canada, cô sẽ gửi 500 cái nón. 500 cái nón, cô cứ lấy ở đây đi, xong rồi mình sắp xếp ngày rồi phát, rồi mình phát cơm cho cô rồi phát luôn. Hôm qua cũng có một cô hai cái cô mà hay lại đây phát tiền á Dương. Vâng vâng, có con nói rồi 11 giờ hôm nay thì gặp cô để cô nói lấy tiền. Để hỏi con rồi cái cô mới nói là cổ đi hôm nay cổ đi Châu Đốc nè. Vâng vâng. Rồi không biết chừng nào cô về. À, nói là có phải cái cô người Hoa đấy không? Không phải là người Hoa mà là cô ở chỗ quận 11 á? Không phải. À thế cô khác à? Khác nữa. À. À, thế cái cô ở quận 11 thì cô hẹn hôm nay để cô nấu cơm chay. Cô bác mình xếp hàng dùm con. Chú phát đi, phát cho bà. Ưu tiên những người ưu tiên những người ung thư, người bệnh ấy. Anh lên kia anh rút chứ ngồi đi, không phải là thấy. Cảm ơn á. Đây rồi. Vâng vâng. Đây rồi. Vâng vâng. Bác chờ đi. Chờ đi. Rồi, mấy người già chú phát luôn. Phát luôn cho em này. Chú ấy phát cho ông này đi. Cảm ơn. Dạ dạ. Cảm ơn Dương nha. Dạ dạ, rồi cảm ơn. Phát đều đi. Dạ rồi, rất cảm ơn ta dừng lại. Cảm ơn chúng tôi, cảm ơn chúng tôi. Cảm ơn ta dừng nha. Cảm ơn. Cảm ơn. Phát tiền thì hôm nay là hai chị em ẩn danh ở phường 15 quận Tân Bình sẽ gửi tặng. Có cô này đi nuôi bệnh mấy tháng rồi. Tội ơn thầy Tư, tội ơn Mít Tuấn. Cảm ơn chú. Cái số lượng tiền thì phát cho khoảng 80 người rồi các bạn. Ưu tiên những cái người ung thư già cả. Và đây còn hơn 4 triệu chú cầm. 70 ngàn. Rồi ai phát bánh mì? À đây, đây rồi. Số tiền này là do hai chị em ẩn danh ở quận Tân Bình gửi tặng. Thì chú Tư sẽ
phát tiền. Dạ rồi, cảm ơn chú. Tiến tới. Một cái con cứ là anh được. Cảm ơn mà. Cho tôi ăn. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều đi. Rồi, mời hai ông bà lấy cơm đi. Cảm ơn nha. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn em nhé. Rồi mình xả chị bao lâu? Dạ em xả 35T là 7 tuần. 7 tuần, sắp xả hết chưa? Dạ còn 4 tuần. Rồi chuẩn bị sẵn một cái cơm phải làm cơm mà con. Cảm ơn chú. Rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn. Đây cô thì cô cũng là xạ trị ung thư. Ung bướu á? Giai đoạn 4. Giai đoạn 4. Ung thư gì cho cô? Ung thư bao tử, gan, tá tràng, rồi mặt bị đường, bốn thứ luôn. Dạ. Cô giờ đang phối bác sĩ với chạy luôn. Dạ dạ. Cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân. Rồi, cảm ơn cô. Đoàn từ thiện của quán cơm Thị Tư. Dạ, dạ, rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn cô. Bỏ qua bên đây lấy đồ ăn cô. Cái đoạn
phiếu bỏ phiếu nữa. Cảm ơn. Rồi dạ rồi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Rồi, bị chặn một cái cơm, cái đồ ăn. Cho múc xong mình đưa. Dạ rồi, cảm ơn chú. Rồi, nhận được. Rồi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô chú. Cảm ơn chú. Rồi, xin cảm ơn. Các bạn đi anh. Bữa nay uống cũng già, các bạn cũng nói đi, đúng không? Cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn. Rồi. Rồi. Phiếu rồi cô. Vâng vâng. Từ từ nha. Chờ.
sao? Không có chịu, nhưng mà cô ra lại đưa con vô cô với Phạm mấy năm thôi đó. Sẽ đứng nối tiếp rồi đây. Rồi các cô chú là đứng ở trên vỉa hè. Anh ơi, xếp cuối hàng giùm em. À, xếp gì ạ? Xếp hàng. Xếp hàng đi lấy ra tay để lấy đồ ăn. Cho cái áo đỏ.
tươi, có kéo không Dũng? Hả? Có kéo không? Không cú châm vô. Cắt mến, cắt về ở đây. Chồng lên, chồng lên mà. Dùm đi. Cho nó.
thứ đó. Nó khá thay màu. Nó màu khác thôi. Thấy không? Rồi, gửi chú. Lấy lên, lấy hộp lên. Bỏ cái hộp ra ngoài chú, bỏ hộp ra ngoài để đựng đồ ăn. Hai cái hộp. Mỗi người một phần em gái. Lấy ra cái hàng nữa. Cái hàng nữa để lấy thêm vàng. Đi đi. Cầm mấy hộp ra tay em. Cầm mấy hộp ra tay đi. Có chưa? Cảm ơn ông bà Nguyễn Khánh Tùng ở Kitchener Canada, ông bà Nguyễn Hữu Thành ở Kitchener Canada, cô Lê Hải Trần ở Houston, Mỹ gửi tổng cộng 800 Canada, trong đó là nấu cơm 600, tặng các tình nguyện viên là 100, tặng Tuấn Dương là 100. Và Tuấn Dương xin cảm ơn hai chị em ẩn danh ở phường 15 quận Tân Bình. Hôm trước thì có gửi là 8 triệu để phát, thì hôm nay còn hơn 4 triệu thì sẽ tiếp tục phát nốt và đã phát xong cho các cô bác anh chị đi lánh cơm. Và cũng xin cảm ơn hai cô chú ở quận 10 ủng hộ thêm 2 triệu. Cảm ơn mọi người ẩn danh tặng bánh trái. Rồi,
tới chị. Anh ơi, ra ngoài sắp xếp. Chúng tôi cũng đã mấy lên rồi. Rồi, cảm ơn cô. Đây, vẫn có một số cô bị ung thư lại để đánh cơm nha các bạn. Mở sẵn nắp ra để đựng cho này. Cầm sẵn hai cái hộp ra tay nhá, mở nắp ra. Những phần cuối cùng rồi. Rồi qua đó cái lấy cơm đang chồng lên rồi, ra ngoài xếp chép lên. Rồi đi lại coi, đi lên gì nữa.
Cảm ơn. Nghỉ thì không có tài trợ thì nghỉ anh. Cảm ơn. Chồng ra ngoài sắp xếp. Chị ra ngoài sắp xếp giùm em. Qua ra ngoài đi. Cô bác ra ngoài sắp xếp nha. Chồng lên đi rồi ra ngoài sắp xếp. Mấy cô cái đồ ăn chuẩn bị sẵn đi. Chồng lên đi rồi ngoài ra ngoài. Ra ngoài đây chị ơi, ra ngoài đây cho người sau còn tiến tới. Để làm đi mỗi người bằng chứ để chín ơi dùng một cơm nữa. Dạ dạ dạ. Rồi, chồng lên đi ra ngoài sắp xếp. Rồi, ra sau xếp hàng đi. Rồi, sao con tôm, con đồ ăn, chuẩn bị chẳng. Cô bác làm lấy cơm thì ra sau xếp hàng nhá. Rồi, bà ơi, bà cầm ra ngoài đậy dùm con. Bà cầm ra ngoài đậy, cẩn thận nhá bà. Rồi, xin mời. Rồi, xin mời. Rồi, ra ngoài đẩy em ra. Ra ngoài đẩy anh ơi, cho người sau còn tiến tới. Rồi, từ từ, ta múc cho mình đưa. Rồi, xin mời đi thẳng ra ngoài dùm. Rồi, xin mời. Chương trình này.
rồi chị ơi. Hết rồi cô bác ơi. Có còn nước uống hả chị? Dạ hết rồi cô.